Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tà Bóng Đá. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại chung kết thăng hạng lên ngoại hạng Anh giữa Nottingham Forest với Huddersfield Town. Trận cầu triệu đô lại một lần nữa quyết định xem đội bóng nào sẽ quay trở lại giải cao nhất xứ sương mù sau nhiều năm vắng bóng. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng với chúng tôi phân tích trong video ngày hôm nay. Và đừng quên để lại ý kiến của mọi người ở dưới phần comment cùng với Tà Bóng Đá nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu chung kết của playoff thăng hạng lên ngoại hạng Anh giữa Huddersfield Town gặp Nottingham Forest. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 29/5 tại sân vận động Wembley. Huddersfield Town có phong độ rất tốt và tinh thần thoải mái. Họ thắng thuyết phục Luton Town ở trong trận đấu lượt về trên sân nhà vòng bán kết vừa rồi và có mặt trong trận chung kết này với một sự xứng đáng. Còn về Nottingham Forest, hai trận đấu vừa qua ở vòng bán kết gặp Sheffield United, họ đều có chiến thắng với tỷ số sát nút và một trận đấu khó khăn, thắng đều 2-1 và cuối cùng qua loạt penalty thì họ đã giành chiến thắng một cách may rủi. Tính ở trên bảng xếp hạng thì mặc dù là Huddersfield Town họ đứng trên nhưng mà tính về hiệu số phụ là kém hơn so với Nottingham Forest. Điều này cho thấy hàng công của Nottingham đang chơi rất ổn và nhiều khả năng sẽ gây khó khăn cho đối thủ trong trận này. Kèo tài xỉu hiệp 1 nhà cái đưa ra 0.75, cả trận là 2.25. Rõ ràng là nhìn cái mức kèo trước như này có thể thấy nhà cái đánh giá trận này hầu như mà khó có thể có bàn thắng từ 3 trở lên. Nottingham Forest mùa này họ chơi với hàng công khá là bùng nổ nhưng mà có những trận đấu lại rơi vào cái thế mà bế tắc, bị động mà nhiều khi còn là nhận trận thua bất ngờ. Đáng kể nhất phải là trận thua trước Bournemouth với tỷ số 0-1 ở ngày 4/5/2002 để khiến cho cuộc đua để mà giành tấm vé trực tiếp lên hạng là chấm dứt với lại Nottingham. Còn về phía Huddersfield Town thì sự hiệu quả của đội bóng này thì rất rõ ở trong những trận đấu vừa qua. 5 trận gần nhất họ giành những 4 chiến thắng và chỉ một trận hòa trước Luton Town ở trận lượt đi của bán kết playoff. Với sự thận trọng của Huddersfield Town cùng với việc là một trận chung kết mà mang đến rất nhiều áp lực cho hai đội, không chỉ một trận chung kết thăng hạng mà một trận chung kết mà nó mang đến rất nhiều nguồn lợi tài chính cho một trong hai nếu mà giành được chiến thắng trong trận này. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn kèo xỉu là lựa chọn hợp lý nhất. Mức kèo chấp nhà cái đưa ra là Nottingham Forest chấp Huddersfield Town 0.25 trái. Chúng tôi sẽ không nghĩ về một trận đấu lấn lướt của Nottingham, mặc dù họ chơi một lối chơi rất là bùng nổ ở trong mùa này nhưng mà không phải lúc nào điều đó diễn ra, đặc biệt là trước một đội mà có cách chơi gọi là chắc chắn và an toàn như Huddersfield Town ở mùa này. Có một điều đáng chú ý khi mà 7 trận gặp nhau gần nhất của hai đội này không có một trận nào hòa và Huddersfield Town đang có lợi thế khi giành chiến thắng 4 trận, còn Nottingham thắng 3 trận. Để phải lựa chọn, chúng tôi nghĩ trong trận này thì việc chọn Huddersfield Town là lựa chọn hợp lý hơn. Và dự đoán Huddersfield Town có thể thắng 1-0 hoặc là hòa 1-1. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tam Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.